chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Công ty Thẻ Xanh, chuyên bảo lãnh, đổi thẻ xanh, thi quốc tịch Mỹ, 714-766-3345. DMJ Gem, soạn nhân tạo Moissanite 3D của Arizona, kim cương nhân tạo 3D sẽ là niềm tin của bạn. Trở lại cùng quý khán giả thân mến trong chương trình phát hình của Việt Face Today trong ngày hôm nay thứ ba 11 tháng 10 2022. Thay lời về Vĩnh Dũng xin cầu chúc quý khán giả một ngày như thường lệ sức khỏe thật dồi dào và bình an. Xin kính chào Thay Lê. Xin kính chào anh Dũng, xin kính chào quý khán giả. Anh Dũng có lời xin lỗi đến quý khán giả đi kìa. Xin lỗi dù gì? Xin lỗi dù ngày hôm qua một đoạn video của anh tôi Dũng. Đáng lẽ tôi đợi tới phần tư tôi mới xin lỗi, nhưng mà thôi muốn xin lỗi trước thì tôi xin chân thành cáo lỗi cùng quý vị. Ngày hôm qua đó thì chương trình phát hình thường lệ là có chuyện phần 4 là cái chuyện trong phần chuyện trong ngày. Nhưng mà ngày hôm qua thì một số các lý do kỹ thuật cho nên là chúng tôi không có load lên được cái phần 4 đó. Nó bị những cái hình ảnh nó bị về vấn đề tác quyền đó. Cho nên là những cái khi mà đưa lên rồi thì nó bị edit, cho nên là chúng tôi đã phải gỡ nó xuống lại. Do đó mà không có cái chuyện trong ngày. Mặc dù là cái tiêu đề của cái chương trình ngày hôm qua là dùng để dành cho cái phần chuyện trong ngày. Thành ra chúng tôi cũng may mắn là có một số quý thính giả, quý khán giả đó, đã gọi, đã hỏi là nó tại sao là không có phần 4, không có phần chuyện trong ngày hôm nay, thì chúng tôi mới phát giác ra chuyện này. Và sau đó thì cũng đã sửa chữa nhưng mà không kịp giờ. Xin cáo lỗi cùng quý vị, chân thành cáo lỗi. Rồi còn muốn tôi nói gì nữa không? Anh Dũng Minh Hiền ấy, chứ tại vì nếu mà là tôi nói tại vì tin anh đứa chân rồi. Không còn đủ người để mà để kiểm soát về vấn đề bản quyền của video cho nên là mới gặp thôi, những cái trục trặc như thế. Nói gì cho mọi người. Các nhân viên kỹ thuật phần lớn đều đã đi ở Bangkok hết rồi thưa quý vị, để chuẩn bị cho cái cuốn video cho Paris by Night Thúy Nga 134 đó. Chắc chắn đây là một cái chương trình rất là vĩ đại của Thúy Nga. Mỗi lần mà John đi thì là ở nhà có chuyện. Thưa quý vị, trở lại với các bản tin trong sáng sớm ngày hôm nay là tin tức liên quan đến việc những người biểu tình chống đối chính quyền ở tại Iran vẫn tiếp tục xuống đường để mà biểu tình, dù rằng là chính quyền trong một tuần vừa qua đã đưa ra nhiều biện pháp rất là mạnh tay để mà đàn áp những cuộc biểu tình này. Cuối tuần vừa qua thì đã có vài người biểu tình đã bị thiệt mạng khi mà một phong trào này bắt đầu nổi lên sau khi mà Iran tiếp tục hạn chế và tước đoạt đi quyền của rất nhiều phụ nữ, và nó bây giờ nó bao trùm hơn nhiều cái sinh hoạt khác nữa. Tuy nhiên đại sứ nên cũng muốn cảnh báo rằng là những cái hình ảnh mà chúng tôi sẽ thấy sau đây nó sẽ rất là ghê gớm. Chắc quý vị cũng đã biết cái cuộc biểu tình này bắt đầu 4 tuần trước khi mà sinh mạng của một phụ nữ bị lấy đi vì những gì mà chúng tôi xin gọi là những cảnh sát đạo đức trong tôn giáo ở tại Iran. Và từ cái lúc đó đến bây giờ nhiều người bao gồm luôn kể cả nam và nữ ra xuống đường để mà biểu tình, không cần biết rằng là cảnh sát có đàn áp như thế nào, họ vẫn nói rằng là họ rất là bất mãn với cách cai trị của Cộng hòa xã hội Iran hiện nay, và họ muốn rằng là phải có những sự thay đổi sau khi tính mạng của cái người thiếu nữ đó đã bị chết trong tay của những người xin gọi là những loại cảnh sát đạo đức của chính quyền Iran. Trở về lại với Hoa Kỳ, thưa quý vị, bản tin liên quan đến thượng nghị sĩ Florida là ông Ben Sass. Trong vài ngày trước thì chúng tôi đã loan tin rằng thượng nghị sĩ này đang có ý định từ chức thượng nghị sĩ của mình để bắt đầu được bổ nhiệm vào chức là giám đốc của trường đại học ở Florida. Và qua đó thì trong những ngày vừa qua thì ông đã gặp phải một số các cái chống đối từ các học sinh của trường đại học Florida. Các video và hình ảnh quý vị đang nhìn thấy trên màn hình là việc mà các học sinh của trường đại học này đã gửi lên các cái trang trực tuyến và chia sẻ những hình ảnh mà họ đang biểu tình để chống đối ông này, và họ cho rằng ông Ben Sass không phù hợp với cái chức vụ này của trường đại học Florida. Ông là một đảng viên đảng Cộng hòa từ tiểu bang Nebraska, đã đưa ra một số các cái câu hỏi liên quan đến quyền của người đồng tính chuyển giới và các cái vấn đề tự do học thuật trong số các chủ đề khác trong một số các cái diễn đàn theo cái bản tin đã đưa ra.
Ông là một thượng nghị sĩ tại Hoa Kỳ thì đã đưa ra các cái quan điểm bảo thủ trong những năm ông ta còn ở tại Washington. Vào năm 2015, ông than thở về quyết định mang tính bước ngoặt của tòa án tối cao trong cái vụ Obergefell đã kiện Hodges thiết lập quyền hiến định đối với các cuộc hôn nhân đồng giới. Ngày thứ hai vừa qua thì ông đã được hỏi trong một diễn đàn sinh viên về cam kết để bảo vệ cộng đồng LGBTQ. Theo tờ báo sinh viên The Independent Florida Alligator đã cho biết, và câu hỏi là có ủng hộ và khẳng định mọi người trong cộng đồng này hay không? Thì ông Sass trả lời theo tờ báo sinh viên cũng lặp lại là chắc chắn tôi sẽ làm điều đó. Trong khi đó thì người ta cũng nhắc đến những cái phân biệt của ông ấy về vai trò hiện tại của mình với tư cách là một quan chức được bầu của đảng phái và những cái đường hướng của ông ấy trong tương lai đối với ngành giáo dục riêng cho trường đại học Florida này như thế nào. Trong những cái ngày vừa qua đã thì người ta biết ông là một ứng cử viên duy nhất để lọt vào cái vị trí hiệu trưởng của Đại học Florida. Và đây là một cái điều mà làm cho các sinh viên ở tại khu vực này đã họ so sánh giữa các cái tiêu chí về chính trị, về xã hội và về giáo dục của thượng nghị sĩ này. Và họ đã phản đối trong những ngày vừa qua như quý vị chúng đang thấy trên màn hình. Thưa quý vị, sang qua tin tức liên quan đến kinh tế, tập đoàn Amazon trong tuần này tuyên bố rằng là công ty sẽ đầu tư 972 triệu Mỹ Kim để mà thay đổi các loại xe hơi cũng như xe van của công ty này từ những loại chạy bằng xăng dầu sang qua những loại xe chạy bằng điện. Công ty nói là mục tiêu của công ty là tới năm 2040 sẽ không có để lại bất cứ những cái khí thải nào cho xã hội nữa. Và công ty Amazon cũng hy vọng rằng là trong tương lai ở những nơi đô thị mà đông đúc đó thì không nhất thiết là phải dùng xe van hay là xe hơi để mà đưa hàng hóa mà có thể sử dụng xe đạp chạy bằng điện để mà đưa đến những nơi đông đúc, ví dụ như là thủ đô Paris vân vân, là những nơi mà xe đạp có thể lái còn nhanh hơn là xe hơi. Thưa quý vị, và cái khoản đầu tư này nó sẽ chủ yếu tập trung vào những loại xe hiện nay đang được sử dụng ở tại Âu Châu sẽ được chuyển bằng xăng dầu sang qua xe điện ở tại Âu Châu. Liên quan đến cuộc chiến Ukraine, thưa quý vị, thì trong ngày hôm nay các lực lượng Nga vẫn tiếp tục không kích vào các thành phố lớn ở tại Ukraine. Mà tính cho đến giờ phút này đó, thì đa số các lãnh đạo trên thế giới cũng như là người dân ở nhiều quốc gia đã lên tiếng một cách mạnh mẽ lên án những hành vi gọi là vô đạo đức, vô nhân đạo của Tổng thống Nga ông Vladimir Putin. Ngày hôm qua thì phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia ông John Kirby đã có một cái lời phát biểu liên quan đến cái vấn đề này. Ông nói rằng hiện nay thì ông người ta ghi nhận thấy rõ ràng là ông Putin đang chịu một số nhiều các áp lực ở trong nước và ở nước ngoài. Ông nói là chỉ vài tuần trước thì nhà lãnh đạo Trung Quốc và nhà lãnh đạo Ấn Độ đã thực sự lên tiếng chỉ trích một cách công khai mà những gì ông Putin đang làm ở tại Ukraine. Đặc biệt là chúng ta chưa từng nghe bất kỳ một sự bất đồng ý kiến nào giữa ông Putin và ông Tập Cận Bình. Nhưng tuần trước thì ông Tập Cận Bình cũng đã nhắc đến vấn đề này. Tại quê nhà ở Nga thì ngày càng có nhiều cuộc phản đối về việc là ông này đưa ra lệnh động viên một phần và một loạt các thanh niên đã lên đường để trốn đi khỏi đất nước Nga vì họ không muốn tham gia vào một cuộc chiến bất nhân như thế. Do đó rõ ràng là ông ấy đang cảm thấy áp lực cả ở trong và ở ngoài nước, và cái cách mà ông ta phản ứng với cái trạng thái này một lần nữa thì chỉ có thể nói là một phản ứng đang cố gắng để vượt qua khỏi chính mình. Rõ ràng là ông ấy biết một điều mà chúng tôi nghĩ rằng khi chúng ta nhìn vào tất cả những điều trong vài ngày qua, cái việc huy động, cái việc thôn tính và những cái cuộc biểu tình của người dân ở trong nước, rõ ràng là ông Putin phải thấy rõ điều đó. Và đây là một câu hỏi mà chúng ta có thể đặt ra một cách trực tiếp. Khi chúng ta nhìn vào các cái quy mô của các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái, thì đã có hơn 80 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Đây không phải là kiểu mà người Nga có thể làm với nhau trong vài ngày, mà có thể đó là thứ mà họ đã lên kế hoạch một cách đã rất lâu rồi. Và điều này không có nghĩa là vụ nổ ở trên cây cầu ở tại Crimea có thể đã đẩy nhanh một số kế hoạch của họ. Tất nhiên là ông John Kirby cho rằng những cái việc mà Nga muốn gia tăng cường độ cuộc chiến ở tại Ukraine đã được lên hoạch định trước, chứ không phải cái sự kiện nổ cây cầu ở Crimea thì bắt đầu mới phản công trả đũa. Một cái bản tin cũng một cái điều khác trong ngày hôm nay đó thì
Belarus, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Belarus, một quốc gia nằm ở phía Bắc giáp giới với Ukraine, đã huy động quân đội của họ và họ nói đây là một mục đích để hỗ trợ nước Nga trong cái công việc là bảo vệ an ninh. Và một lát nữa chúng tôi trong phần cuối sẽ trở lại với đề tài này. Và thưa quý vị, sau đây là một phần diễn văn của Tổng thống Volodymyr Zelensky trong bối cảnh mà Nga đã bắn các chục hỏa tiễn vào khắp đất nước Ukraine để mà trả đũa lại cái việc mà họ nghĩ rằng là Ukraine đã làm hủy hoại cái cầu Kerch nối liền bán đảo Crimea với lại Nga. Tổng thống Zelensky cho biết là Ukraine không thể nào mà bị uy hiếp và người dân Ukraine đã đoàn kết hơn trong lúc nào hết, và Ukraine sẽ không bị ngăn chặn, và người dân Ukraine kết luận rằng là chúng ta cần phải đối đầu với lại các phần tử khủng bố từ Nga thêm một ngày nữa để mà cho chúng ta bảo vệ đất nước này, một ngày rất là khó khăn, và công việc tái kiến thiết hiện nay đang được tiến hành ở khắp đất nước. Chúng ta sẽ phải tái kiến thiết lại tất cả những thứ đã bị hủy hoại bởi những cuộc khủng bố từ Nga. Đây chỉ là vấn đề theo thời gian, và tôi yêu cầu rằng là tất cả các tòa nhà cũng như là cơ sở hạ tầng của đất nước sẽ phải được tái kiến thiết lại càng sớm càng tốt. Tại nhiều thành phố và nhiều khu vực có những nơi đã bị cúp điện vì vấn đề pháo kích, và cái nguồn điện lực hiện nay cũng đã được tái thúc lại. Ngay tại khu vực Kharkiv, 50% của nguồn điện cũng đã được tái thúc lại, và các nhân viên điện lực cũng đã cần đến nhiều tiếng đồng hồ để mà duy trì lại nguồn điện lực cho tất cả các quận hay là thành phố ở tại địa phương, vân vân. Đó là cái lời mà một phần bài diễn văn của Tổng thống Zelensky khi mà ông đáp lại cái việc mà Nga đã bắn cả chục hỏa tiễn vào tất cả các khu vực dân sự cũng như cơ sở hạ tầng trên toàn quốc của Ukraine trong ngày hôm qua. Trong vài ngày qua thì các cư dân ở khu vực Bắc California đã quan tâm đến một cái sự kiện cũng làm chấn động cộng đồng ở đây. Đó là việc mà người ta đã tìm ra một số các cái bằng chứng cụ thể liên quan đến những vụ án giết người hàng loạt, thưa quý vị. Trong những ngày qua thì đã có một số thanh niên, một số nam giới đã bị thiệt mạng vì cái cuộc giết người này. Mà các cái bằng chứng hiện nay đang chỉ ra là chỉ đến xuất phát từ một thủ phạm. Chúng ta cũng thấy đây là hình ảnh của mục sư Nelson Rebel Gonzalez ở tại nhà một ngôi nhà thờ, mà trong những ngày vừa qua đó thì cái khu vực này người ta đã ghi nhận rằng những cái vụ án mạng nó xảy ra chung quanh khu vực nhà thờ này đã làm cho các cư dân ở trong đó, trong khu vực rất là lo lắng. Đã có những cái vụ án mạng diễn ra và phần lớn nhà thờ này là tập trung chỉ khoảng chừng trên dưới 100 các cái tín hữu của họ. Và những người này xuất thân là những nông gia ở chung quanh khu vực này. Thì trong những ngày vừa qua đó, người ta đã ghi nhận một số các cái vụ án mạng đã diễn ra. Chẳng hạn như là nạn nhân Lorenzo Lopez, 54 tuổi, một người gốc Hispanic, đã bị giết trong đêm ở tại khu vực Porter Avenue. Rồi sau đó, một cái khu vực hàng xóm lặng lẽ, người ta đã nói là nhiều người cũng đã phải giữ cái vấn đề là an ninh của họ hiện nay, và họ rất rất là lo ngại. Trong khi đó thì đã có một số các cái vụ án mạng khác tiếp tục diễn ra ở giữa các cái thành phố mà quý vị đang nhìn thấy trên màn hình đó. Nó nằm ở trong tại thành phố Stockton ở tại miền Bắc California. Cái vụ án mạng diễn ra đầu tiên ở là tại thành phố Oakland, với nạn nhân là Juan Miguel Vasquez Serrano đã bị thiệt mạng. Cái nạn nhân thứ hai diễn ra vào hồi tháng 4 ở tại thành phố Stockton, tên là Natasha Latour, và đây có lẽ là vụ nạn nhân phụ nữ duy nhất ở trong cái vụ án mạng giết người hàng loạt này. Và nạn nhân thứ ba là Paul Yo ở tại khu vực Kermit. Nạn nhân thứ tư là Salvador de Budi ở tại West Lane. Nạn nhân thứ năm là Jonathan Hernandez Rodriguez. Nạn nhân thứ sáu là Juan Cruz ở tại khu vực Manchester Avenue. Và nạn nhân cuối cùng là Lorenzo Lopez ở tại Porter Avenue. Tổng cộng đã có đến 6 người, thưa quý vị, 7 người đã thiệt mạng trong cái vụ này. Và tất cả các manh mối đều quy về một thủ phạm, và hiện nay thì nhà chức trách vẫn đang tìm tung tích của thủ phạm này. Một người phụ nữ 88 tuổi tại tiểu bang Kentucky vừa mới nhảy ra khỏi một chiếc máy bay để mà tưởng nhớ đến đứa con trai của bà
đứa con trai quá cố của bà. Quý vị đang thấy đây là bà, hay là bà cụ Bernadette Fife, năm nay 88 tuổi, đã nhảy ra khỏi một chiếc máy bay trong một cái dạng là skydiving. Và bà nói rằng là không bao giờ quá muộn để mà đạt được những cái đỉnh cao mới trong cuộc sống. Coi như kiểu mà vừa nói chuyện mà vừa chơi chữ, khi mà bà nói là bà chưa bao giờ mà phải có những cái thách thức như vậy, nhưng mà nó rất là thú vị. Và khi mà bà nhảy ra khỏi chiếc máy bay với cái tốc độ cao lên đến 10.000 feet ở trên bầu trời của Kentucky, thì bà nói là đây là cách để bà tưởng nhớ đến đứa con trai của bà, Bobby Lynch, người mà đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi ở năm 1979. Nếu mà còn sống thì năm nay anh đã phải vui mừng sinh nhật thứ 60 của anh rồi. Nhưng mà vì anh đã mất tới năm 1979 mà bà vẫn còn nhớ, cho nên là để coi như là kỷ niệm sinh nhật của bà 88 tuổi, và cũng như là cái chết của đứa con trai của bà cụ Bernadette Fife quyết định đi nhảy dù để mà gọi là gây sự chú ý cho việc này. Cái cú nhảy xuống đất này cũng va chạm thấy có vẻ mạnh đó chứ. Bà cụ 88 mà còn sức khỏe tốt quá ha. Hồi xưa thì là cựu tổng thống Bush cha đó, ông nhảy dù cũng khoảng trên 80 mấy phải không ạ? Vâng, thưa quý vị, trở lại với tiểu bang Arizona. Hiện nay thì một vài nhà cung cấp về dịch vụ phá thai tiểu bang này lại mở lại các dịch vụ của họ trong những ngày vừa qua, sau khi một tòa án tại đây đã lên tiếng là tạm hoãn lại các lệnh cấm phá thai đã diễn ra trong thời gian gần đây. Thì lại một lần nữa thì chúng ta thấy cái phản ứng từ hai phía, những người binh vực cho quyền phá thai và những người chống lại quyền phá thai đều bày tỏ cái sự khó chịu của họ. Một người ngay cả cái lệnh phá thai này khi được mở lại thì họ nói ồ bây giờ lại được trở lại rồi, thì chúng tôi phải lập tức mở ra một số các cái clinic của mình. Và trong thời gian và ngay sau khi lệnh này hợp pháp trở lại thì đã có nhiều bệnh nhân đã gọi vào và chúng tôi mở lại clinic để thực hiện cái việc phá thai cho nhiều phụ nữ, cái việc mà đã bị đình chỉ trong thời gian vừa qua. Trong khi đó thì những người chống phá thai thì lại nói là luật lệ lại thay đổi nữa, tức là cứ đổi tới rồi đổi lui làm cho cả hai phía, những cái người chống và binh đều bực bội về cái luật lệ này. Không biết thì khi nào cái tình trạng này nó mới chấm dứt, để cho người ta chẳng hạn như là các cái clinic, các cái trung tâm mà thực hiện các phẫu thuật phá thai đó, thì người ta mới ổn định, người ta nói là mình mở một cái business mà cứ 3 ngày mở cửa rồi 3 ngày bị đóng cửa thì rất là khó chịu. Mà nếu không mở cửa khi cái lệnh đã có, nhiều bệnh nhân đang chờ đợi và họ đã nằm ở trong cái danh sách chờ đợi từ lâu nay, thì cái điều này làm cho người ta rất là khó khăn. Do đó mà cả hai phía, những người binh và chống, đều cảm thấy bực bội với những cái quyết định của tòa án ở địa phương Arizona. Đây chắc có lẽ là tình hình chung trên toàn quốc Hoa Kỳ trong những ngày vừa qua. Chúng ta cũng nhìn thấy một số các tiểu bang đó, thẩm phán này đưa ra cái lệnh khoa tạm hoãn thì sau đó lại được mở cửa trở lại, thì đây là một cái điều rất là không tốt cho các cái thương vụ ở tại tiểu bang này liên quan đến cái vấn đề quyền phụ nữ. Thưa quý vị, có rất nhiều tài xế hiện nay đã đặt quá nhiều niềm tin vào cái khả năng gọi là tự lái xe của các xe thông minh của họ. Đó là dựa theo một cái bản nghiên cứu do cái viện mà gọi là Institute Insurance của Highway Safety đưa ra. Chúng tôi xin tạm dịch là đây là một cái viện về vấn đề bảo hiểm an toàn ở trên xa lộ của Hoa Kỳ. Bản phúc trình này kết luận rằng đã có nhất là 53% của những tài xế lái những loại xe của hãng GM, 42% của những tài xế lái xe Tesla và 12% của những hãng như là Nissan quá là tự tin để mà để cho cái hệ thống tự động lái xe của họ lái xe mà họ coi như là họ không cần phải nhìn đến đường xá, hay là cũng không cần mà gọi là để tay lái gần đến với cái lại cái steering wheel. Họ cứ nghĩ rằng là khi mà set up một cái hệ thống như vậy thì cái tự lái này mình có thể ngủ hay là mình có thể coi phim gì đó mà không cần nhìn đến con đường, hay là cũng như là những xe mà đi ngược cái con đường của chúng ta. Ngoài ra còn một số người còn ngầu hơn nữa, đó là họ để cho cái hệ thống tự lái lái vô parking lot để mà đậu xe cho họ luôn. Hay là dù là thời tiết xấu đó thì họ nghĩ rằng là không sao,
có mưa gió đến cái nào đó thì cái máy GPS này cũng có thể đọc được, cho nên là cứ để cho họ lái đi và mình có thể ngủ hay là mình có thể nói chuyện gì đó rồi không sao, mình vẫn sẽ an toàn đi và đến nơi một cách bình an. Xin chúc cho những quý vị đó may mắn. Nếu người nào là người theo đạo Công giáo thì xin Chúa ở với quý vị khi quý vị lái xe này. Vào cuối tuần tuần trước, cách đây 2 tuần đó, thì một cái tai nạn do xe Tesla đã diễn ra tại khu vực Bonsa và một cái nhà hàng rất là nổi tiếng ở tại Little Sài Gòn, thưa quý vị, nhà hàng Thành Mỹ đó. Một chiếc xe Tesla đậu ở bên này đường, cái đường Bonsa nó nằm ở giữa đường như thế này, thì bên xe này đậu bên này đường, bên lề bên này. Rồi một cụ nghe nói là trên 70 tuổi chở theo người vợ của mình, cả hai cụ ngồi trên xe, thì ông cụ mới đạp ga thay để lui đó, cái quẹt màn hình lui tới, chạy tới cái đây rất là dễ lộn, thì quẹt lui nhưng mà vô tình nó lại là quẹt tới là nó đạp. Tại là khi công cụ đạp thắng, nó đã vượt qua cái bờ lề, nó băng ra giữa đường, nó vượt qua con lương, rồi sau đó băng lên cái lề đường ở bên phía bên kia. Cái lề đó nó dốc như thế này, nó đâm thẳng vào một cái cửa sổ của nhà hàng Thành Mỹ. May mắn vào lúc đó trong nhà hàng thì cái bàn ngay chỗ đó mà cái xe đụng vào không có người ngồi, mà người ta ngồi bên bàn bên cạnh. Thành ra là đó là một cái tai nạn mà đối với xe Tesla, với những vụ cụ cao niên nên cẩn thận về cái cách mà lên đổi số, quẹt xuống quẹt lên nó dễ lộn lắm. Không quý vị, anh Dũng đó là cái là quẹt thôi đó. Anh, còn mà lái tự động nữa nó khác nữa. Anh giải thích nó không rõ lắm. Xe cũ á, là chúng ta có cái cây số đúng không? À hả. Hễ mà drive đi á là thì kéo xuống. Là lái lên. Hả? Cái cần số. Cái cần số đó. Hễ mà biết là chữ D đó là lái về phía trước. Uh-huh. Chữ R là reverse là lái về phía sau. Mà đi á là mình kéo xuống. Đó, là kéo xuống là vậy thôi. Cầm uh-huh. cầm là nó vững lắm. Là tại vì có sức này. Còn anh Dũng anh nói là cái đời mới đó, cái bảng số nó giống như là cái màn hình của mình vậy đó, touch screen. Uh-huh. Mà xin lỗi chứ có mấy người vừa quạng bấm bấm bấm. Không phải, nó chỉ cần quẹt xuống cái là mình lui, quẹt lên là dạ. chạy tới. Mà cái đó nhiều khi mình quẹt mà nó vừa quẹt sơ một cái mà mình không có chạm cái tay mạnh vào màn hình đó, thì nó tới, rồi mình tới hồi mình đạp ga nó phóng tới. Đó là cái điều rất là lo. Mà huống chi nữa mà đưa để cho cái xe nó tự lái mình thì thôi, tôi chắc chắn là mà mua cái phần tự động đó phải thêm 10,000+ nữa vào một cái option của xe. Thật ra nó rất là mắc mà thôi, bỏ tiền ra mà mình không an tâm thì mua làm gì. Dạ thôi, con xin mấy cụ lái xe Toyota cho nó an toàn. Chứ nếu lái xe là đời mà Tesla thì phải cẩn thận thưa quý vị, rất là dễ bị confused. Một gia đình tại Alaska giống như là đã trúng lô độc đắc sau khi mà hai vợ chồng đã tìm thấy trên một bãi biển một phần của con voi mammoth. Mammoth là một loại voi thời cổ đại thưa quý vị, nó là một loại chắc là quý vị cũng đã nhìn thấy những hình ảnh của nó rồi. Hậu quả của cơn bão vào tháng rồi đã đánh vào khu vực Alaska đó, thì đã giúp cho hai vợ chồng này giống như là trúng được lô độc đắc. Cả hai đang đi bộ, thường thường họ nói là họ, sau những cái cơn mưa ở tại Alaska thì họ thường đi bộ ở bãi biển để mà cho nó tươi mát. Thì người vợ khám phá ra một khúc xương, thì gọi người chồng đến, thì sau đó anh chồng này thấy cái khúc xương này mới moi nó lên từ đống bùn đất đó, thì mới biết rằng đây là một cái bộ xương rất là lớn. Lúc đó anh chưa xác định được xương đây là xương gì, nhưng mà anh khiêng ra thì anh thấy nặng và anh gọi đó là đoạn xương. Quý vị đang nhìn thấy người vợ tìm thấy cái khúc xương này, nó cao gần hơn phân nửa thân thể của bà. Cả hai vợ chồng sau đó tìm thấy được khúc xương này cùng với một số các đốt xương ngón chân, một số các cái đốt xương sống của, mà sau này thì các nhà khoa học mới xác định đây là bộ xương của một con voi mammoth. Và sau đó thì cái phần xương này đã được trả giá là khoảng 60-70 ngàn đô la gì đó. Thì đây là một cái món quà rất là lớn đối với hai vợ chồng. Họ hiện nay đang chung sống cùng với 4 đứa con trong một cái căn apartment. Và họ nói là với cái số tiền mà họ thu được, cái việc mà kiếm những cái mẫu xương này bán lại cho viện bảo tàng đó, thì họ đã có một số tiền để có thể đào mua được cái nhà. Và đây là niềm mơ ước của họ. Đây là một cái hậu quả tốt mà cơn bão vừa rồi đánh vào Alaska đã mang lại cho ít nhất là một cặp vợ chồng ở tại khu vực này. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc ở tại Ukraine, sau khi 14 người đã bị thiệt mạng và 97 người khác đã bị thương trong ngày hôm qua vì những hỏa tiễn bắn vào Ukraine,
do Nga trả đũa về việc cây cầu của Nga đã bị hủy hoại một phần. Thì trong ngày hôm nay, thưa quý vị, lãnh đạo của các cường quốc trên thế giới trong nhóm G7 cùng với Tổng thống Joe Biden sẽ có một cái cuộc họp trực tuyến để mà bàn thảo rằng là làm sao để có một cái cuộc phản ứng một cách đoàn kết nhắm lại cái việc này. Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ, ông Lloyd Austin, cũng đang trên đường đến thủ đô Brussels để mà đại diện Ngũ Giác Đài trong những cuộc họp với lực lượng NATO. Và phát ngôn viên của Bộ Hội đồng An ninh Quốc gia, ông John Kirby, cho biết rằng là hiện nay Tổng thống Biden đang bàn thảo về một số các hệ thống phòng không cho Ukraine trong ngày hôm qua, và nói rằng là những cái gói viện trợ quân sự khác cũng sẽ được tuyên bố trong những ngày tới. Trong tuần này thì Liên Hiệp Quốc cũng sẽ bỏ phiếu để mà liệu quyết định rằng là cái việc mà Nga đã sáp nhập những khu lãnh thổ mới phía đông của Ukraine nó có vi phạm đến cái hiến chương của Liên Hiệp Quốc hay không. Nga thì về phần của quốc gia này đã đổ lỗi cho Ukraine đã làm nổ một phần của cái cầu nối liền bán đảo Crimea với Nga, khu vực mà Nga đã cưỡng chiếm một cách bất hợp pháp ở năm 2014. Và thưa quý vị, cũng những tin liên quan thì Bộ Quốc phòng của Belarus cũng cho biết là đang có những cái cuộc gọi là điều động quân sự ở biên giới giữa Belarus và Ukraine để mà đưa ra những cái biện pháp an ninh cho quốc gia này. Cũng liên quan đến vấn đề Nga, thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì Tổng thống Nga ông Vladimir Putin đã gặp gỡ với quốc vương của các tiểu vương quốc Ả Rập, ông Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ở tại thành phố Saint Petersburg ở Nga. Trong các cái tin tức mà các báo đưa tin thì trong ngày hôm nay ông Vladimir Putin đã chào mừng và bắt tay rất thân thiện với ông vua này. Đây là cái điều mà chắc có lẽ những hình ảnh mà làm cho Hoa Kỳ cũng cảm thấy là rất là bực bội. Là vì chúng ta cũng còn nhớ chỉ tuần trước đây thôi thì OPEC Plus, bao gồm kể cả các tiểu vương quốc Ả Rập tức là UAE đó, cũng đã ra một cái quyết định là giảm sản lượng 2 triệu thùng dầu một ngày. Và cái điều này sẽ chắc chắn sẽ làm cho tình hình xăng dầu tại Hoa Kỳ gặp khó khăn. Người ta đã đưa ra một số các câu hỏi là liệu những cái đồng minh này của Hoa Kỳ, bao gồm kể Ả Rập Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập này, có đâm sau lưng Hoa Kỳ hay không với những cái quyết định mà họ hợp tác với Nga trong thời gian gần đây. OPEC Plus, bao gồm kể cả Nga ở trong đó, đã đưa ra cái quyết định mà nó làm rất là khó chịu cho nền kinh tế Hoa Kỳ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Trong cái phần mà diễn từ để mà chào mừng thì ông nói là: thưa Điện Hạ, tôi rất vui mừng khi thấy Ngài đến đây. Xin chào mừng Ngài đã đến với nước Nga. Chúng tôi biết ơn Ngài vì các nỗ lực hòa giải của Ngài và đưa đến một giải pháp cho một số các vấn đề nhân đạo khá nhạy cảm. Tôi biết sự quan tâm của quý Ngài về sự phát triển của tình hình nói chung và mong muốn của quý Ngài đóng góp vào việc giải quyết tất cả các vấn đề tranh chấp hiện nay, bao gồm cả cuộc khủng hoảng đang diễn ra ngày nay tại Ukraine. Chúng tôi muốn lưu ý đây thực sự là một yếu tố quan trọng để giúp chúng ta có thể sử dụng ảnh hưởng của mình để tiến tới việc giải quyết tình hình. Đó là những cái câu trong cái lời diễn từ. Nếu quý vị để nhìn thấy thì ông Putin dạo này đi đứng có vẻ khó khăn, một chân hình như đang bị đi cà nhót đó. Mà cái đầu óc của ông ta chắc có vẻ là lúc này chỉ nghĩ đến những cái việc như là làm sao để mà gia tăng cường độ chiến tranh tại Ukraine. Chúng ta sẽ chờ đợi xem xong trong những ngày sắp tới thì cái vụ việc này nó còn diễn ra như thế nào. Đây là những cái bắt tay mà chắc chắn làm cho Hoa Kỳ rất khó chịu. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Kính thưa quý vị, trong đề tài chuyện trong ngày hôm qua đó thì chúng tôi đã gửi đến quý vị với đề tài là cái việc bầu cử, kết quả bầu cử giữa kỳ năm nay tháng 11 nó là một cái ẩn số đối với hai phía. Là vì hiện nay thì cái khối cử tri để ủng hộ các vấn đề xã hội của Hoa Kỳ hiện nay, những vấn đề quan trọng có thể làm ảnh hưởng một cách tích cực đến các lá phiếu của cử tri Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử tháng 11 tới đây là những cái vấn đề rất là quan trọng. Thì rất tiếc là chương trình ngày hôm qua chúng tôi đã vì cái lý do kỹ thuật như đã thưa cùng quý vị không có phát được, cho nên ngày hôm nay không phải là một cái sự trùng lập, nhưng mà chúng tôi cũng chọn một cái bài khác nó mang nhiều tính kỹ thuật hơn. Trong đó người ta đưa ra các cái dữ liệu đã được thống kê một cách rõ ràng trải qua các cuộc bầu cử
trước đây của Hoa Kỳ. Các cuộc bầu cử giữa kỳ, chẳng hạn cuộc bầu cử năm 2010, năm 2018, qua đó người ta phân tách các dữ liệu là đảng Cộng Hòa hoặc là đảng Dân Chủ đã giành được Thượng viện như thế nào, nói chung là lưỡng viện Quốc hội như thế nào trong các cuộc bầu cử đó, qua các đánh giá liên quan đến các tiêu chí mà người ta nêu lên. Trong cái bài viết ngày hôm nay đó thì người ta cũng vẫn đưa ra một cái câu hỏi, nghĩa là hiện nay các vấn đề thời sự của Hoa Kỳ. Phía Cộng Hòa thì theo một cái bản thống kê thăm dò ý kiến quốc gia do NPR và PBS phối hợp để mà điều tra đó, thì nó được công bố vào tuần trước, đã đưa ra một cái bức hình tranh để chúng ta có thể qua đó nhìn thấy sơ qua các vấn đề. Khi được hỏi là vấn đề nào mà các cử tri hiện nay xem là quan trọng nhất trong năm 2022, các thành viên của đảng Cộng Hòa thì đưa ra một cái ý kiến áp đảo. Họ cho rằng vấn đề lạm phát là vấn đề họ quan tâm nhất. Và cái vấn đề này đạt đến có tỷ số là 52%. Trong khi đó vấn đề nhập cư là 18% đối với các cử tri Cộng Hòa. Trong khi đó thì phía những cử tri Dân Chủ thì họ chọn các cái vấn đề là bảo tồn nền dân chủ, chủ đề này chiếm 32%. Và vấn đề phá thai là 21%. Và vấn đề chăm sóc sức khỏe là 15%. Đó là các cái xu hướng chọn lựa đối với các cái khuynh hướng bỏ phiếu của các cử tri chia thành hai đảng. Trong khi những người độc lập thì chính xác một nửa là họ theo các cái xu hướng như là vấn đề lạm phát, vấn đề nhập cư, và một nửa ngược lại là lo về vấn đề bảo vệ nền dân chủ, vấn đề phá thai, chăm sóc sức khỏe, chia đều ra cho hai bên. Thế thì cái câu hỏi được đặt ra là đối với các cái tình hình kể trên thì kết quả của cuộc bầu cử năm nay sẽ như thế nào, nó vẫn là một cái vấn đề bí ẩn, và chúng ta sẽ chờ đợi thêm. Chắc chắn từ đây cho đến ngày bầu cử chỉ còn dưới 4 tuần, nó sẽ có nhiều phát sinh qua đó. Và lúc đó thì bây giờ cho dù có bất kỳ một nhận định nào, nhưng những cái vấn đề mà có thể xảy ra vào thời gian đó chắc chắn sẽ làm thay đổi cục diện. Chúng tôi mời quý vị theo dõi cái phần nhận định của Thái Lê Diệp đối với vấn đề này. Thưa quý vị, tôi nhớ rằng lúc mà tôi mới bắt đầu bước vào con đường chính trị đó, có một cái người đàn anh có nói với tôi rằng là ở đời đó hay không bằng hên. Thì bây giờ tôi vẫn lấy cái câu châm ngôn đó mà cái câu nói đó là cái câu nói mà nó có thể được áp dụng cho rất nhiều trường hợp và ngành nghề trong xã hội của chúng ta, chứ không phải là cho vấn đề chính trị đâu. Nhưng mà tôi nói cái câu này hay không bằng hên ra, và sau đó tôi sẽ dẫn chứng một số chuyện để cho quý vị thấy rằng là đối với những ứng cử viên hay là chính khách của Hoa Kỳ đó, thì họ thà là hên còn hơn là hay. Tại vì có nhiều cuộc họ nói thì rất là hay, nhưng mà thật sự rằng là cái chuyện mà có thể thay đổi chuyện đó là nó không phải nằm phụ thuộc vào đó. Bây giờ mình nói cái chuyện mà gọi là những chuyện mà đảng Cộng Hòa hay là ứng cử viên Cộng Hòa muốn nói nhiều, muốn bàn cãi đến nhiều để mà lấy cái thế thượng phong cho họ trong kỳ bầu cử này. Hễ quý vị là ứng cử viên của đảng Cộng Hòa trong cái kỳ bầu cử này đó, thì quý vị chỉ muốn nói đến hai chuyện thôi: kinh tế và vấn đề gọi là an toàn công cộng cho gia đình của chúng ta. Tại vì kinh tế là cái điểm yếu của Tổng thống Biden và đảng Dân Chủ, thì không ai có thể mà gọi là phủ nhận được cái việc là cái thời kỳ kinh tế của ông Trump nó rất là phồn thịnh. Tới cái thời của ông Biden đó, không cần biết vì lý do gì mà chúng ta biết rằng là kinh tế nó có rất nhiều những cái tai ương. Thì khi mà nói đến chuyện kinh tế đó, đảng Cộng Hòa rất là mạnh để mà gọi là công kích cái đảng đối lập của mình. Về vấn đề an toàn công cộng thì nó cũng là dễ hiểu. Ở một số nơi đô thị, ví dụ như là San Francisco, Los Angeles, chúng ta càng ngày chúng ta thấy rằng là cái nạn mà gọi là homeless hay là vô gia cư, người ta cướp giật, tiệm tùng người khác băng ngày băng mặt một cách trắng trợn, mà các biện lý cuộc có khuynh hướng cấp tiến thờ ơ với việc mà gọi là truy tố những cái thành phần này. Nó khiến cho quý vị nhớ rằng là trong mấy tháng trước, một cái người chánh biện lý tại San Francisco mà bị gọi là bãi nhiệm luôn, tại vì ông này quá thờ ơ trong cái việc là đi truy tố những thành phần tội phạm ở trong xã hội. Mà ông này, thưa quý vị, là đảng Dân Chủ mà bị cử tri bên đảng Dân Chủ trước phế luôn, để cho quý vị thấy rằng là cái vấn đề tội phạm hay là an toàn công cộng đó, nó không phải là một cái chiêu bài tốt cho đảng Dân Chủ. Thì nếu quý vị là đảng viên đảng Cộng Hòa, thì khi mà quý vị tranh cử đó, tin tức kinh tế nó càng tệ chừng nào, lạm phát nó càng tăng chừng nào, giá xăng nó càng tăng chừng nào, đó là cái may của các ứng cử viên Cộng Hòa.
Và hễ mà tin xấu càng có lời chừng nào liên quan đến vấn đề mà gọi là tội phạm cướp bóc thì ở những cái thành phố lớn đó, thì đó là cái cách mà quý vị có thể dùng để mà tranh cử. Thì tôi cho rằng là cái này là cái gọi là cái hên của ứng cử viên Cộng hòa nếu mà xã hội nó đang đi trong những cái chiều hướng như vậy từ đây cho tới tháng 11. Ví dụ nha, vì vấn đề gì đó mà kinh tế nó có một cái sự gọi là tai ương hay là tai biến lớn tiêu cực đó, thì đó là cái hên của các ứng cử viên Đảng Cộng hòa, dù rằng là họ hoàn toàn họ không có nắm cái phần số đó trong tay. Cái đó là tùy số phận thôi. Rồi bây giờ tôi nói đến cái gọi là cái sự may của Đảng Dân chủ. Đảng Dân chủ kỳ này may là còn có vài thứ để mà gỡ gạt được, chứ còn không thôi thì cũng đã đi lâu rồi. Cái may của Đảng Dân chủ trong thời gian qua là sao? Tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã lật đổ lại án lệ Roe v. Wade, cho nên rằng là họ còn có cái gì đó để mà họ công kích các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, chứ không thôi là họ lấy gì để mà họ nói. Tại vì đi mà gọi là binh vực cái thành tích kinh tế của Tổng thống Biden thì khó binh lắm. Có gì đâu để mà nói nhiều. Nhiều có gì nói được. Nào, chẳng hạn như là cái điều khoản tiết kiệm chi phí của đạo luật làm giảm lạm phát. Rồi cái vấn đề chẳng hạn như là anh đừng nói mấy cái luật công không, anh chỉ cái thực tế nè, có phải gia sản đây lên lại không? Đó là cái xui. Đó là cái xui. Người ta không cần biết là anh làm gì hết trơn. Đã bị một cái bị nhóm nghĩa là Saudi Arabia, một cái thế lực chết đó. Nhưng mà nó là hay không bằng hên. Mình đã tưởng là mình đã thoát được cái nạn xăng dầu rồi. Ai ngờ đi bước vào tháng 10 bị cái nhóm Ả Rập Saudi nó tặng cho một cái lựu đạn. Đó. Cái đó là sao? Cái đó là không phải là tại vì hay là không hay nữa. Mà chỉ là hên thì cũng không phải là hên. Thì quý vị thấy rằng là nếu mà nói vấn đề kinh tế đó, các ứng cử viên của Đảng Dân Chủ họ thà rằng thôi để nói về chuyện phá thai đi. Và cái chuyện thứ hai mà họ muốn nói đến là cái vấn đề mà gọi là cái sự nguy hiểm đến cái nền dân chủ chúng ta qua cái việc là ông Trump vẫn không có thừa nhận kết quả bầu cử mà những ứng cử viên Cộng hòa bây giờ mà do ông gọi là tài trợ đó, hay là những con gà của ông đó cũng lập luận luôn cái luận điệu đó rằng là bầu cử là bị gian lận, không cần biết gì đó. Thì đây là để quý vị thấy được cái bức hình rộng hơn. Nếu quý vị là ứng cử viên Cộng hòa thì quý vị muốn nói về những cái vấn đề gì? Nếu quý vị là ứng cử viên Dân chủ thì quý vị muốn nói về vấn đề gì? Và đối với những cử tri độc lập đó thì bây giờ là vấn đề nào là vấn đề quan trọng nhất cho họ? Họ biết rằng là Cộng hòa giỏi về kinh tế, nhưng mà họ cũng hơi sợ Cộng hòa là đem chính quyền giao cho mấy người này, rồi liệu mà ông Trump lên nắm quyền nữa thì đất nước có biến thành một nơi độc tài hay không. Bên phe Dân chủ thì họ nghĩ rằng là mấy ông bà này xui quá, lên cầm quyền 2 năm mà sao kinh tế bây giờ nó nát như là tương. Nhưng mà cái đó là xui. Xui. Nhưng mà nếu mà giao đất nước cho họ đó thì quả may mình còn có bầu cử gọi là công bằng, hay là như là cái quyền gọi là tự chủ về vấn đề y tế hay là thân thể của các phái nữ đó còn được tự chủ. Thì hiện nay đó, nếu mà quý vị là những cử tri mà thật sự là độc lập, không biết là vẫn còn đang phân vân mình là nên bỏ phiếu cho ai đó, thì quý vị hãy cứ cân nhắc chuyện đó. Thì cái gì quan trọng hơn đối với quý vị? Tôi nói ra cái vấn đề này để cho quý vị thấy được rằng là bên Cộng hòa họ đặt nặng về cái vấn đề gì, và Dân chủ họ đặt nặng về vấn đề gì. Và hai cái vấn đề này hay là hai cái ưu tiên này, nó là những cái điểm mà sẽ là quyết định đảng nào sẽ chiếm quốc hội hay là giữ quốc hội sau tháng 11 năm nay. Cho đến giờ thì nó vẫn là một cái ẩn số. Và chúng tôi xin dùng cái câu nói nãy của Tyler Diệp để kết luận và là cũng làm tiêu đề cho chương trình hôm nay: bầu cử giữa kỳ tại Hoa Kỳ tháng 11 tới đây hay không bằng hết. Đấy chưa? Tất cả những cái thành quả mà Đảng Dân Chủ làm từ trước tới nay thì họ cũng làm có chủ đích. Và chúng ta cũng phải nhìn nhận thấy một cái điều là một ông tổng thống 70 mấy 80 tuổi miệt mài để hết làm cái việc này làm luật kia ra để mà cố gắng để cải thiện cái tình hình kinh tế chính trị xã hội của Hoa Kỳ trong những tháng vừa qua, thì rõ ràng đó là những cái điều cố gắng. Nhưng những cái tác động phân bên ngoài và những cái việc mà tiêu cực nó xảy ra, chẳng hạn như là cái giá khí đốt gia tăng trong thời gian này, thì chắc chắn đây là một cái điểm hề xui của Đảng Dân Chủ trong thời gian sắp tới, mà chúng ta sẽ chờ đợi kết quả tháng 11 sẽ nói tất cả. Và nói tóm lại, bầu cử giữa kỳ sẽ là hay không bằng hên. Cảm ơn phần phân tích với Tài Lê Diệp. Cảm ơn sự chú ý theo dõi quý vị. Một ngày an lành đến với tất cả chúng ta.
Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Công ty Thẻ Xanh, chuyên bảo lãnh, đổi thẻ xanh, thi quốc tịch Mỹ, 714-766-3345. DMJ Gem soạn nhân tạo Moissanite 3D của Arizona, kim cương nhân tạo 3D sẽ là niềm tin của bạn. Khám phá lại sự kết hợp tuyệt vời tại Pechanga Resort Casino, nơi bạn có thể chơi theo trực giác, đi đúng nước bài và đúng lúc, và bất ngờ thắng lớn. Nơi đây, bạn luôn là tay bài sáng giá nhất với mọi sự hào hứng và thư giãn bạn kỳ vọng. Nào, hãy vui chơi trở lại và tận hưởng sự kết hợp tuyệt vời tại Pechanga Resort Casino. Gia Hưng, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ, tự hào phát triển thương hiệu Tamon Japan tại Hoa Kỳ. Tamon KA777 Mixing Amplifier mới nhất 2023, tổng công suất 4000W, chống hú cao cấp, âm thanh ngọt ngào, đa dạng kết nối RCA Optical, Bluetooth, HDMI, ARC, USB Recording, ưu đãi cực sốc Boemly KA777 chỉ 1399 đồng 99 cent, tặng ngay microphone giá trị 550 đồng dành cho khách hàng của Vietface TV. Nhanh tay liên lạc Gia Hưng, điện thoại 407-704-6970. Người đẹp ơi rảnh chưa, giờ mua sắm với tôi được không? Không đi chơi được đâu, đang nhức đầu giấy tờ bảo lãnh. Trời ơi, tự làm giấy tờ bảo lãnh luôn hả? Có được không đó? Không được á, thì làm sẽ được thôi. Ai mà nghĩ cũng giống như bạn á, khách người ta tự nhà ta làm nail hết rồi, mở tiệm nail làm gì? Chưa kể giấy tờ làm sai, bị trục trặc á, người thân phải đợi vài năm nữa thế mới được qua đó. Tụi em, mình làm nghề gì đó cũng phải tôn trọng nghề nghiệp của nhau. Nè, thí dụ như tụi em làm nail, đến tiệm nail còn mà điền giấy tờ bảo lãnh, qua văn phòng thẻ xanh. Vậy hả? Vậy để ngày mai em qua văn phòng thẻ xanh em làm. Còn bây giờ em đi chơi với tụi em. Ê, trời, em kêu anh ra đây coi tiệm cho em làm giấy tờ, sao giờ không điền nữa, đi đồ đi chơi là sao? Anthony Phạm, giám đốc công ty thẻ xanh, xin cảm ơn quý vị ở gần và ở xa đã giới thiệu rất nhiều người khách cho công ty thẻ xanh để làm hồ sơ bảo lãnh, vợ chồng, cha mẹ, anh chị em, vân vân. Thưa quý vị, quảng cáo hay không bằng lời giới thiệu của quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Kim cương tượng trưng cho sự giàu có và khả năng, đặc biệt thể hiện niềm tin về mọi mặt. Vì thế, DMJ Gems nghiêm túc mang đến công nghệ mới Moissanite 3D của Arizona. Vì Moissanite 3D của Arizona mới đủ độ cứng 100% như kim cương, được cắt bằng tay như cắt kim cương thật. Vì muốn tạo sự chiếu sáng và được đeo vĩnh cửu như kim cương thật, chỉ có Moissanite 3D của Arizona mới có thể cắt được trên 157 giác cắt để tạo hình dạng như là kim cương thật. Đặc biệt, màu của xoàn Moissanite 3D của Arizona đẹp như kim cương thật 100%, và cũng có mã số cạnh và giấy chứng nhận như kim cương thật. Chúng tôi bảo đảm sẽ hoàn tiền lại nếu nhận hàng không giống như đã nói, bảo đảm ship hàng từ 3 đến 7 ngày trong nước hoặc ngoài nước Mỹ, free shipping, free refund. DMJ Gems đang sell viên 2 carat IF nước đi giá 600 Mỹ kim, FL nước đi giá 800 Mỹ kim. Xin gọi 480-765-7824, 480-765-7824. Nếu không gọi được, xin để lại tin nhắn. YouTube DMJ Gems. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.